Hoàng Pháp và Khánh Hằng kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Ninh Thuận ngày mới thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Như thường lệ, chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay sẽ được mở đầu với bản tin thời sự. Tiếp theo là bản tin Ninh Thuận xanh sạch đẹp. Một điểm báo và điểm đến ấn tượng Ninh Thuận. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin do biên tập viên Hoàng Phát giới thiệu. Xin mời Hoàng Phát. Cảm ơn biên tập viên Khánh Hằng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhờ nguồn vốn từ chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình dự án do nhà nước đầu tư như chương trình 134, 135, Tam Nông, 30A và sự chung tay đóng góp của người dân, nên đến nay diện mạo ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Ninh Thuận đã có nhiều thay đổi. Hiện 100% xã có trạm y tế, 100% thôn có điện lưới quốc gia, trên 99% số hộ sử dụng điện thắp sáng, hơn 90% hộ dân dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Nhằm tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025, tỉnh Ninh Thuận dự kiến huy động khoảng 4.165 tỷ đồng để đầu tư kết cấu hạ tầng, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển thương mại dịch vụ, tạo môi trường cảnh quan không gian nông thôn sáng xanh sạch đẹp. Phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 75% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có ít nhất 15% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 5% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 85% thôn vùng khó khăn được công nhận chuẩn nông thôn mới. Đến nay toàn tỉnh có 18 trên 37 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 12 xã vùng đồng bào Chăm và 6 xã vùng đồng bào Trắc Lai. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định số 2558 về xây dựng 5 câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng di dân tái định cư năm 2022 của các tỉnh Kon Tum, Lạng Sơn, Phú Yên, Đắk Nông và Ninh Thuận. Đối với tỉnh Ninh Thuận, trong tháng 10 và tháng 11 năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các địa phương tổ chức xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa văn nghệ dân gian dân tộc Sắc Lai tại các thôn Bố Lan, Tà Lọt, Trà Co 2, Ma Lâm, Ma Oai, Châu Đắc, Ma Nai, Su Rớ, Rạ Giữa, xã Phước Bình, Phước Hòa, Phước Tiến, Phước Tân, Phước Thắng, Phước Đại, Phước Thành, Phước Chính và Phước Trung thuộc huyện Bắc Ái, với sự tham gia của 5 nghệ nhân già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng và 45 hội viên dân tộc Sắc Lai. Kinh phí thực hiện năm 2022 từ nguồn ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho vụ văn hóa dân tộc cùng nguồn kinh phí các cơ quan đơn vị phối hợp. Sau nhiều nỗ lực kết nối xúc tiến du lịch, dự kiến cuối tháng 10 này, Khánh Hòa sẽ đón dòng khách đến từ Trung Á. Đây là tín hiệu tích cực trong mùa du lịch thấp điểm hiện nay. Cụ thể, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Anes Việt Nam và hãng hàng không Vietjet Air sẽ khai thác đường bay Cam Ranh – Almaty của Kazakhstan bằng máy bay Airbus A330 với tần suất 2 chuyến mỗi tuần, bắt đầu từ cuối tháng 10 năm 2022 đến hết tháng 4 năm 2023. Dự kiến mỗi chuyến bay sẽ có từ 180 đến 200 khách. Khách sẽ tham quan nghỉ dưỡng từ 7 đến 28 ngày tại các khách sạn khu nghỉ dưỡng ở Nha Trang và khu Bãi Dài. Trước đó, từ tháng 6 đến tháng 8 vừa qua, công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Amega cũng tổ chức khoảng 10 chuyến bay charter đưa khách du lịch từ Uzbekistan đến tham quan du lịch nghỉ dưỡng ở Nha Trang, Khánh Hòa. Việc mở rộng khai thác dòng khách ở khu vực Trung Á đang đem lại tín hiệu tích cực cho du lịch Khánh Hòa trong bối cảnh nhiều thị trường khách lớn vẫn chưa quay trở lại, đồng thời góp phần làm đa dạng hóa thị trường khách quốc tế tại thành phố biển. Bản tin tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị kiểm tra xử lý thông tin phản ánh liên quan nứt nhà dân do thi công dự án đập hạ lưu sông Dinh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo tổ chức kiểm tra có biện pháp đảm bảo an toàn cho các hộ dân bị ảnh hưởng khi mùa mưa bão lũ sắp đến và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra hậu quả. Đồng thời đôn đốc chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng do thi công dự án đập hạ lưu sông Dinh. Công tác này phải hoàn thành trong tháng 10 năm 2022. Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh, chủ đầu tư dự án đập hạ lưu sông Dinh, tổng số tiền hỗ trợ lần này trên 1,2 tỷ đồng.
Trước đó, Chi cục Thủy lợi đã thỏa thuận bồi thường cho hơn 40 hộ gia đình. 24 hộ dân còn lại ở thôn An Thạnh 1, xã An Hải, huyện Ninh Phước chưa được nhận hỗ trợ do chưa đồng tình với phương án hỗ trợ và đơn vị chưa cân đối được nguồn vốn. Thưa quý vị và các bạn, người dân thôn Suối Giếng, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận rất bức xúc trước tình trạng khai thác cát trái phép. Tình trạng khai thác cát trái phép trên con suối Giếng đã làm sạt lở đất sản xuất, mất sinh kế của người dân. Thế nhưng, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Công Hải cho rằng việc khai thác cát chỉ là nhỏ lẻ và đã xử lý. Thực trạng này cho thấy công tác quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản ở huyện Thuận Bắc vẫn còn nhiều lỗ hổng. Đất nhà quay còn bị lỡ. Hư nặng hết, tại vì mấy người bơm cát nó ăn á. Rồi nó ăn tiền, nó có biết ảnh hưởng đất dân của mình đâu. Năm nào năm nấy là cũng lỗ hết. Bây giờ tòng cỏ, tòng bắp, tòng đồ đâu có được nữa. Không có ai nào gì hết, không có ngó ngàng tới đây đâu. Người dân thôn Suối Giếng, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc rất bức xúc và luôn sống trong cảnh bất an bởi con suối giếng sạt lở ngày càng nghiêm trọng. Đất sản xuất, sinh kế chính của người dân liên tục bị cuốn xuống suối giếng. Anh Máu Thanh Tuấn có gần 6 sào đất nằm sát con suối giếng. Hiện nay có 1/3 diện tích đã bị nước cuốn trôi và hiện tượng sạt lở đang tiếp tục. Suối ngày xưa là bờ kêu kia ra đó. Là suối bên đó, bây giờ nước, suối lần lần nó bung rồi lần lần lở hết cái đất đây này. Một tới đây này, cái giữa suối đây này, đất công bình phong mà. Đối diện với khu vực sạt lở là bãi cát dài cả trăm mét. Cát chất đóng lấn chiếm một phần lòng suối. Máy múc liên tục đưa cát lên xe để chuyển đi một cách công khai. Cạnh đó, một máy hút cát công suất lớn cũng được đặt sẵn trong lòng suối. Và thời điểm thuận lợi là hoạt động. Đây nó phun là khoảng là 9-10 giờ đêm á, 11-12 giờ là nó nghỉ. Rồi mai rồi nó bánh ngày là nó làm bình thường à. Nó hút miếc á thì đất càng năm càng lỡ, càng năm càng lỡ miếc. Thế là chỉ gì nói. Nó sâu xong rồi nước nó xoáy cái gốc ở dưới. Nó bung lên, nó bung lên là nó lỡ xuống. Người dân thôn Suối Giếng khẳng định tình trạng khai thác cát tại đây đã diễn ra từ lâu và kéo theo đó là tình trạng sạt lở đất. Người dân đã nhiều lần báo với Ủy ban Nhân dân xã Công Hải. Thế nhưng, mọi việc đâu cũng vào đấy. Tình trạng khai thác cát cứ tiếp diễn và quy mô ngày càng lớn. Sự thờ ơ của chính quyền địa phương đã khiến người dân chuyển từ bức xúc sang nghi ngờ, mất niềm tin. Có số cũng ăn ở ngoài đó, xong rồi. Rồi ngoài đó rồi điện qua nói là ở bên đây hút cát là hút ở bên khu đó, đâu có hút bên đây. Ý là nói như vậy, xong giờ đâu có tin tức cái gì nữa đâu. Bọn không nghe đâu, không nghe nói gì hết á, làm như điếc gì đó. Tình trạng khai thác cát ở suối giếng quy mô lớn với nhiều phương tiện cơ giới diễn ra công khai suốt ngày đêm trong thời gian dài. Thế nhưng, những gì Ủy ban Nhân dân xã Công Hải khẳng định đối lập hoàn toàn với thực tế đang diễn ra trên suối giếng. Khi mà đoàn kiểm tra mà đi làm đó, thì là chỉ có xe của ông Bi, là xe Hoa Lâm, và xúc bằng tay, bằng giá, chứ không phải là dự trữ cát. Chỗ bà Phương thì sao? Thì chỗ bà Phương đó, thì khi mà ra đoàn ra đó, thì cũng thấy có một cái đống cát thì khoảng gần 8 khối. Thì khi lập biên bản á, thì cái này đó thì cổ cho là cổ để cổ bãi cát nào bồi thì cổ xúc cổ đợi đó rồi đủ rồi cổ đi rải dọc cái nâng cái đi thửa ruộng của cô lên à, thì qua kiểm tra thì hiện trường thì không có máy móc vậy. Ủy ban Nhân dân xã Công Hải khẳng định chỉ có 2 điểm khai thác cát nhỏ lẻ, thô sơ trên suối giếng và đã bị xử lý. Thế nhưng, người dân lại chỉ ra tình trạng khai thác cát trên suối giếng diễn ra tràn lan. Đi về hạ lưu suối giếng, phóng viên phát hiện thêm nhiều điểm khai thác cát trái phép. Và đây là điểm hút cát ngang nhiên hoạt động giữa ban ngày. Máy hút cát được đặt lên bè, đưa ra giữa dòng suối hút cát, chuyển lên bờ một cách công khai. Tôi thấy bộ điểm máy múc lớn, máy múc nhỏ đây, tôi nó múc vun lên chắc nó lỡ cho mấy nhà kia quá trời, chắc nó không kiện, chừa tùm lum ở trong đó.
thì nói chung là nó có cái dàn CBM, thì giá thằng này là nó đôi khi nó san lấp mặt bằng nữa, rồi ai mua cát thì nó bán. Ở đây là hai ông lớn đó. Phóng viên làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thuận Bắc, lãnh đạo đơn vị cho biết, Ủy ban Nhân dân huyện Thuận Bắc đã kiểm soát chặt chẽ tình trạng khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn và khẳng định không có tình trạng khai thác cát trên khu vực suối giếng. Thế nhưng, khi phóng viên đưa ra hình ảnh, thì lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thay đổi thái độ và cho rằng do chính quyền địa phương đã bưng bít thông tin. Xã không quản lý chỗ này, cái này là địa phương không báo cáo này. Trong vấn đề mà quản lý là tôi nói với ông là cái tin bức thông tin. Thôi bây giờ tiếp thu cái thông tin này nha. Thành lập cái tổ trong đó có công an, với lại là mình, với lại là ngay chỗ là Ủy ban nhân xã để kiểm tra và làm rõ hết các cái khu vực này luôn. Khai thác cát trái phép trên suối giếng diễn ra tràn lan. Con suối bị băm nát, nham nhở, điểm sạt lở hai bên bờ cứ kéo dài. Người dân mất đất, mất sinh kế là những câu chuyện thực đang diễn ra ở xã Công Hải. Cái mà người dân thôn suối giếng cần là huyện Thuận Bắc phải xử lý triệt để, chấm dứt tình trạng khai thác cát để bảo vệ sinh kế. Người dân không còn lo lắng cho sạt lở đất, chứ không phải là lời hứa. Sau hơn 10 ngày bị tắc đường do sụt lún, đến nay quốc lộ 15D tuyến đường độc đạo lên cửa khẩu quốc tế La Lây, tỉnh Quảng Trị, kết nối với nước bạn Lào đã được thông trở lại, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa. Để có thể thông tuyến trở lại theo đúng kế hoạch, nhiều ngày qua Sở Giao thông Vận tải đã huy động nhân lực, phương tiện thi công 3 ca mỗi ngày. Tuyến đường tạm có chiều rộng 5,5m và dài 200m phía trên đỉnh cung trượt, đảm bảo cho tất cả các loại phương tiện đường bộ qua lại. Tuy nhiên, do mặt đường được kết cấu bằng cấp phối đá dăm, chưa được kiên cố hóa nên hiện tại chỉ mới thông tuyến tạm thời một chiều. Đơn vị cũng đã bố trí lực lượng là trực cả hai đầu tuyến để phân luồng tuyến để chỉ có xe thông qua tuyến đoạn đường tạm một chiều. Và về ngoài ra thì đơn vị cũng cử một lực lượng là nhân lực và thiết bị máy móc để túc trực là kịp thời sửa chữa những hư hỏng phát sinh trong quá trình xe cộ lưu thông qua đoạn tuyến đường tạm này. Theo chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị, sau khi tuyến đường tạm được thông xe, sẽ triển khai thi công tuyến đường chính. Việc thi công tuyến chính sẽ được tiến hành vào ban đêm từ 19 giờ ngày hôm trước đến 8 giờ sáng ngày hôm sau. Hiện nay, loại hình xe ô tô từ 7 đến 16 chỗ tham gia kinh doanh chở khách xuất hiện ngày càng nhiều và hoạt động gần như công khai, gây xáo trộn hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thời gian qua, tình trạng này đã được báo chí phản ánh khá nhiều và đã được các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý, nhưng vẫn không có dấu hiệu giảm. Để có khách, những xe này đã thường xuyên đến các trạm chờ xe buýt ở thành phố Buôn Ma Thuột hoặc trên các tuyến quốc lộ để chèo kéo bắt khách. Nếu khách có yêu cầu thì có thể gọi điện cho nhà xe để xe đến tận nhà đón. Những xe này không phải đóng thuế và không chịu quản lý, không niêm yết giá và có thể chạy bất cứ đâu. Vì sự tiện lợi khi không phải ra bến xe nên được nhiều người sử dụng, nhưng lại khiến nhà nước thất thu thuế rất lớn và tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp vận tải. Để giải quyết tình trạng này, thời gian qua, lực lượng chức năng đã chủ động tăng cường nhiều biện pháp tuần tra kiểm soát, xử lý những xe vi phạm, đặc biệt là các lỗi xe hợp đồng nhưng không có hợp đồng vận chuyển, xe chạy tuyến cố định đón trả khách không đúng nơi quy định. Chúng tôi sẽ kiểm tra toàn bộ các xe vận tải kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung xử lý các xe vi phạm ở trong nội thành phố Buôn Ma Thuột. Trong khi số phương tiện vi phạm về đón trả khách không đúng nơi quy định mỗi ngày lên đến hàng chục xe, thì số lần xử phạt của lực lượng chức năng chẳng thấm vào đâu. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến thực trạng xe đón trả khách tùy tiện diễn ra trong thời gian dài, chưa có dấu hiệu giảm. Vừa rồi là bản tin Ninh Thuận ngày mới, sau đây là dự báo thời tiết biển. Vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng lốc sét. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết biển. Tiếp tục chương trình, biên tập viên Khánh Hằng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn bản tin Ninh Thuận xanh sạch đẹp. Xin mời chị Khánh Hằng. Cảm ơn Hoàng Phát. Mời quý vị
vị và các bạn theo dõi bản tin Ninh Thuận xanh sạch đẹp. Bản tin sáng nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Thành phố Phan Rang Tháp Chàm sẽ xóa bỏ các điểm ngập úng trên địa bàn phường Thanh Sơn. Ô nhiễm môi trường do chăn nuôi gia súc trong khuôn viên nhà ở. Người dẫn dắt phong trào sáng xanh sạch đẹp ở xã Phước Thành. Bây giờ là nội dung chi tiết. Từ nhiều năm qua, trên địa bàn phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang Tháp Chàm tồn tại 5 điểm ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Để giải quyết vấn đề này, Hội đồng Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã ban hành nghị quyết chấp thuận chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang hạ tầng giao thông, thoát nước phường Thanh Sơn. Theo đó, thành phố sẽ bố trí kinh phí trên 5,3 tỷ đồng để cải tạo hạ tầng giao thông, thoát nước tại các hẻm 49, 75, 83, 97 và hẻm 124 đường Ngô Gia Tự với tổng chiều dài 947 m. Thực hiện trong giai đoạn 2022-2025. Khi hoàn thành cải tạo sẽ xóa bỏ các điểm ngập úng, đảm bảo mỹ quan đô thị và cải thiện chất lượng sống cho người dân ở 5 khu vực này. Hiện nay trên địa bàn huyện Bắc Ái có rất nhiều hộ dân tận dụng khuôn viên nhà ở để chăn nuôi gia súc gia cầm. Do chăn nuôi không có chuồng trại tập trung nên chất thải không được thu dọn sạch sẽ. Vào mùa mưa, chất thải hòa vào nước mưa chảy ra khu vực xung quanh, ứ động gây mùi hôi và dễ gây phát sinh dịch bệnh. Chăn nuôi trong khu dân cư là hành vi bị cấm theo điều 12 của luật chăn nuôi. Do đó, huyện Bắc Ái còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền và kiên quyết xử lý việc chăn nuôi trong khu dân cư nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường. Thưa quý vị và các bạn, sáng xanh sạch đẹp là những chỉ tiêu quan trọng trong xây dựng nông thôn mới nhằm cải thiện môi trường sống ở khu vực nông thôn. Đây là tiêu chí mềm xuất phát từ chính nhu cầu của mỗi gia đình và cộng đồng và không cần quá nhiều kinh phí để thực hiện. Tuy nhiên, để phong trào phát huy hiệu quả, cần có những cá nhân gương mẫu đi đầu thực hiện. Anh Carter Gương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phước Thành, huyện Bắc Ái, là một người như thế. Bắt đầu từ việc làm gương kết hợp vận động tuyên truyền, anh Gương đã góp phần lan tỏa phong trào của địa phương để đường làng ngõ xóm sáng xanh sạch đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Xã Phước Thành, huyện Bắc Ái. Trên thì lắp hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời, dưới là những con đường được bê tông hóa kiên cố, sạch sẽ. Hai bên đường được trồng các loại hoa đủ màu sắc sặc sỡ. Những tuyến đường kiểu mẫu như thế này đang được tạo ra ngày càng nhiều từ sự chung sức của bà con đồng bào dân tộc Rắc Lai, xã Phước Thành. Người khởi xướng phong trào này là anh Ca Tư Gương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. Thì trong thời gian qua thì mặt trận cũng vận động từ các cái nhà hảo tâm, các cái doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã tổ chức vận động cái lắp đặt cái 85 cái bóng điện ánh sáng điện nông thôn với cái tuyến đường là 5 km với tổng số tiền là 200 triệu đồng. Từ ngày được anh Gương vận động tham gia mô hình, anh Bi Năng Thanh xây dựng thói quen dậy sớm quét dọn nhà cửa, trồng chăm sóc vườn hoa trước nhà trước khi đi làm. Vườn hoa với đủ các màu sắc không chỉ đẹp làng, đẹp xóm. Không gian thư giãn này cũng giúp anh bắt đầu một ngày mới với nhiều năng lượng. Thấy cái tuyến đường là xanh, vừa xanh sạch đẹp rồi còn lại có bóng đèn rồi cho thuận tiện cho bà con đi đến rồi sinh hoạt cho nó dễ dàng hơn. Tôi cũng mong muốn là để nhân rộng thêm cái tuyến đường khác nữa. Năng nổ nhiệt tình với công việc, những cố gắng của anh Ca Tư Gương và ban công tác mặt trận được nhân dân đồng tình ủng hộ và tích cực hưởng ứng. Đến nay, toàn xã đã trồng được hơn 250 cây hoa giấy dọc tuyến đường quốc lộ và các đường liên thôn trong toàn xã, với chiều dài tuyến đường khoảng 2 km. Bên cạnh đó, trên 85 bóng điện thắp sáng cũng được lắp đặt với chiều dài 5 km. Những mô hình đi vào hoạt động không chỉ thay đổi diện mạo làng quê, mà còn cho thấy hiệu quả trong vấn đề an ninh trật tự. Người ta phát động mình tích cực tham gia, đường nó sạch đẹp với lại nhà cửa của mình nữa cho nó sạch nữa. Vận động các cái ngành đoàn thể là giúp các hộ nghèo để nhận đỡ đầu để vươn lên thoát nghèo, thì hiện nay thì một số bà con cũng đã có cái có tiền để dành dụm để sửa nhà, sửa làm nhà khang trang sạch đẹp. Dựa vào dân, nắm vững tâm tư nguyện vọng của người dân, tạo ra sự đồng lòng thực hiện thành công nội dung sáng xanh sạch đẹp trong xây dựng nông thôn mới bằng chính nhận thức của người dân. Anh Ca Tư Gương chứng minh, khi người dân đã hiểu mỗi hành động của mình góp phần tạo nên môi trường sống xanh, mang lại lợi ích cho chính cộng đồng, thì người dân sẵn sàng chung tay thực hiện.
Vừa rồi là bản tin Ninh Thuận xanh sạch đẹp. Sau đây, biên tập viên Hoàng Phát sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung có trong một điểm báo sáng nay. Xin mời Hoàng Phát. Cảm ơn chị Khánh Hằng. Mở đầu chuyên mục điểm báo sáng nay là bài viết trên báo điện tử Thông tấn xã Việt Nam với nhan đề Thanh kiểm tra giúp doanh nghiệp tuân thủ chứ không đặt mục tiêu triệt tiêu. Theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp, hoạt động thanh tra doanh nghiệp vẫn tạo gánh nặng về thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, một trong những lý do khiến cho việc thanh tra hiện nay còn chồng chéo, chưa thực sự minh bạch là vì chưa có cơ sở dữ liệu dùng chung công khai vào hoạt động thanh tra. VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu triển khai một cổng thông tin điện tử và hoạt động thanh tra do thanh tra chính phủ quản lý và bổ sung quy định vào trong luật thanh tra làm cơ sở cho việc triển khai. Việc tập trung toàn bộ các cuộc thanh tra trên một cơ sở dữ liệu sẽ giúp bảo đảm loại bỏ toàn bộ chồng chéo, trùng lặp giữa các cuộc thanh tra, ngăn chặn tình trạng lạm dụng thanh tra để nhũng nhiễu. Với mục tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản cả nước năm 2022 đạt khoảng 55 tỷ đô la Mỹ, cao hơn chính phủ giao 5 tỷ đô la Mỹ, trong quý 4 năm 2022, ngành nông nghiệp Việt Nam đang đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, trong đó tập trung mọi nguồn lực để tăng tốc trong hoạt động xuất khẩu theo hướng gia tăng các mặt hàng nông sản chế biến sâu, chất lượng cao vào những thị trường trọng điểm. Theo phân tích từ bài viết trên báo Nhân dân, từ đầu năm đến nay, mặc dù thực hiện kế hoạch sản xuất trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, nhiều thời điểm giá vật tư, nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp tăng mạnh, nhưng ngành nông nghiệp vẫn đạt mức tăng trưởng khá, góp phần vào tăng trưởng chung của kinh tế cả nước và thúc đẩy tăng giá trị xuất khẩu. Hiện các ngành hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam đều đang vào giai đoạn nước rút để về đích. Những tháng còn lại của năm 2022, nếu doanh nghiệp Việt bắt sóng thị trường thành công, sẽ là cơ hội để hiện thực hóa kỳ vọng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành năm 2022 đạt 55 tỷ đô la Mỹ. Kể từ khi mô hình trồng rừng FSC, chứng nhận quản lý rừng bền vững ra đời, đã đem lại nguồn thu nhập khá cao cho người dân. Với 100 hectare rừng, một hộ gia đình cũng có thu nhập khoảng 1 tỷ đồng trên một năm. Phân tích vấn đề này, báo Đại Đoàn Kết có bài Khám khá nhờ trồng rừng bền vững. Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mô hình trồng rừng FSC có lợi thế hơn rất nhiều so với các loại rừng trồng theo cách làm truyền thống. Ngoài việc đem đến nhiều lợi ích từ cải tạo môi trường, cải thiện đời sống cho nông dân trồng rừng, thì nhìn một tầm xa hơn, trồng rừng FSC phù hợp với chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam. Hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang tiếp tục phối hợp với các địa phương thực hiện thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu gỗ, rừng trồng đạt chuẩn có chứng chỉ FSC tại hai tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, diện tích khoảng 22.900 ha với 72 hợp tác xã và 19.500 hộ nông dân tham gia liên kết với các công ty doanh nghiệp chế biến và tiêu thụ lâm sản trên địa bàn. Thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục điểm báo sáng nay. Bây giờ mời quý vị và các bạn đến với một điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận và chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Khánh Hằng. Xin mời chị. Cảm ơn Hoàng Phát. Chuyên mục điểm đến Ninh Thuận hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo chân biên tập viên Ánh Xuân tìm hiểu cách chế biến món bánh căn bánh xèo ở thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Chào quý vị và các bạn đến với mục giới thiệu điểm đến của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Ánh Xuân rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Và các bạn thân mến, khi đến với Ninh Thuận thì ngoài tham quan những cảnh đẹp nơi đây, chúng ta nhất định không thể bỏ qua những món ngon đặc trưng của người dân Ninh Thuận các bạn nhé. Và ngày hôm nay, Ánh Xuân sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn món bánh căn bánh xèo. Nào, bây giờ mời các bạn cùng theo chân Ánh Xuân để thưởng thức món ngon này nhé. Cô, trời ơi, đi từ xa là con đã ngửi thấy cái mùi thơm của bánh rồi. Dạ, cô ơi, quán mình thì mở cửa từ mấy giờ vậy cô ha? Quán cô mở cửa từ 4 giờ đến 10 giờ, 11 giờ, khi nào mà hết khách thì cô nghỉ. Dạ, cô ơi, để làm ra một chiếc bánh ngon như thế này thì nguyên liệu mình cần những gì vậy cô? Gạo, đậu xanh, là bánh xèo, còn bánh căn là gạo, là nếp, chung chung thôi. Cô ơi, bên cạnh cái phần bánh ngon thì nước chấm đóng vai trò rất là quan trọng đúng không cô? Dạ đúng rồi. Dạ bây giờ cô có thể giới thiệu sơ sơ cho con cách làm nước chấm được không cô? Thì để cho cô hướng dẫn về nước mắm ha.
bánh xèo thì nhờ về nước mắm. Mà bây giờ ở mình ấy, thường Linh Thuận mình sẽ ăn nhiều nhất là mắm nêm. Mắm nêm là cá cơm. Còn mắm cà, mắm đậu phộng, ba loại mắm. Và có nước cá nữa. Khi nước cá thì mình kho để mình bán, mình cho người dân tiêu dùng thì mình cá tươi và có dưa hồng trộn chung vô rồi kho. Cô ơi, cô có thể cho con đổ thử một vòng để xem con có học nghề được không cô ha? Ninh Thuận, ngoài những bãi biển đẹp, thơ mộng, trải dài, còn có những món ngon đặc trưng khiến du khách một lần thưởng thức sẽ nhớ mãi. Nếu có dịp đến Ninh Thuận, các bạn đừng quên thưởng thức những món ngon nơi đây và đặc biệt là đừng bỏ qua món bánh căn bánh xèo thơm ngon này nha. Còn bây giờ, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Bạn, chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay khép lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả. Sau đây là thông tin dự báo thời tiết tỉnh Ninh Thuận, thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Dự báo thời tiết ngày 27 tháng 10 năm 2022 như sau. Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nhiều mây có mưa dông, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ. Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có mây có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có mây có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Tiếp theo là thời tiết tỉnh Ninh Thuận, các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển cấp 4. Cụ thể thời tiết từng khu vực như sau. Khu vực huyện Ninh Hải, Thuận Bắc, mây thay đổi ngày nắng, chiều và tối có mưa dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển cấp 4, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, mây thay đổi ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển cấp 4, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực huyện Ninh Phước, Thuận Nam, mây thay đổi ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển cấp 4, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực huyện Ninh Sơn, Bắc Ái, mây thay đổi ngày nắng, chiều tối, có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, có lúc cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng lốc sét, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động.